Em Ngọc xin giới thiệu với anh chị một căn 3 phòng ngủ, diện tích 106 mét vuông với giá bán rẻ nhất Tham City ở thời điểm hiện tại. Xin mời anh chị cùng Ngọc đi chi tiết các phòng cho căn hộ. Căn hộ với diện tích 106 mét vuông, thiết kế nguyên bản chủ đầu tư là hai phòng ngủ, nhưng gia chủ đã cải tiến căn hộ thành 3 phòng ngủ. Do đó là căn hộ này có cái giá rất là tốt, giá bán hiện tại ở thời điểm tháng 11 năm 2022 giá bán căn hộ này là 6 tỷ chưa bao gồm thuế phí sang tên. Và em Ngọc đang đứng ở phía cửa vào căn hộ, phía bên đây là phòng ngủ nhỏ của căn hộ. Đây là phòng ngủ nguyên bản thiết kế của chủ đầu tư và đã được sửa sang lại. Ví dụ như ở đây chúng ta thay vì một bức tường đã thay bằng một cái vách ngăn bằng kính để cho cái phòng ngủ này nó sáng và thoáng hơn. Phòng ngủ phía bên trong này thì chúng ta chỉ có sàn trần, hệ thống điện, còn ngoài ra các chi tiết khác như là tủ âm tường để quần áo và các nội thất trong phòng ngủ thì chúng ta chủ động trang bị. Còn đây là nguyên bản cái căn hộ mà chúng ta sẽ được bàn giao khi mà chúng ta mua căn này. Về điều hòa trong căn hộ thì là tất cả các điều hòa là điều hòa gió của chủ đầu tư bàn giao, riêng có một cái phòng ngủ nhỏ phía bên đây, cái phòng mà được cải biên lại thì nó sẽ có được lắp một cái điều hòa mới của Funiki. Đây là một phòng ngủ nhỏ. Phòng này thì có thể nói là nó sẽ là phòng đa năng, có thể là một phòng ngủ nhỏ, phòng khách hoặc em xin lỗi, phòng ngủ nhỏ, phòng làm việc, phòng đọc sách hoặc là phòng thờ. Ở đây cũng rất là kín đáo. Phía trong đây là khu vực phòng khách thông với phòng bếp của căn hộ. Đây cũng là cái phong cách thiết kế giống với bên phía Park Hill của Tham City, phòng khách và phòng bếp thông nhau cho cảm giác là tổng thể cái phòng khách của chúng ta sẽ rộng hơn rất là nhiều. Ở đây thì là phòng bếp đã được thay đổi khá là nhiều. Ví dụ như chúng ta có mặt đá màu trắng sáng thay vì cái màu đen nguyên bản của chủ đầu tư. Ngoài ra các cái thiết bị điện, ví dụ như là bếp và hút mùi thì vẫn là nguyên bản chủ đầu tư bàn giao của thương hiệu TK. Các cái tủ này thì cũng đã được sửa lại và lắp mới. Tất cả các cái nội thất tủ bếp cũ thì cũng đã được thay đi rồi. Đây là phần tủ mới mà gia chủ đã sửa sang lại. Ở đây thì chúng ta còn được thay cả cái chậu rửa và vòi nước ở đây nữa. Thay mới chứ không phải là cái chậu rửa vòi nước của bên chủ đầu tư bàn giao. Và cái tủ bếp của chúng ta cũng khá là rộng và nó có nhiều không gian để anh chị để các đồ khu vực bếp ở đây, cho nó gọn gàng sạch sẽ, bởi vì đây là nó sẽ chung với khu vực phòng khách nên chúng ta phải giữ khu vực này rất là gọn gàng thì nhìn tổng quan cái căn hộ nó sẽ được đẹp hơn. Bên đây là khu vực phòng khách của căn hộ. Căn hộ này có một điều rất đặc biệt, đó là với các căn diện tích lớn ở T10 chúng ta sẽ có một cái ban công rất là rộng. Ban công rất là rộng và nhiều khách của Ngọc rất là thích cái điểm này ở căn hộ T10. Đây là cái ban công mà có cái chiều rộng có thể nói là rộng nhất ở Tham City cũng như là Park Hill. Park Hill chúng ta chỉ có những cái ban công dài nhất dự án thôi, chứ còn rộng thì là đây T10 duy nhất có tòa T10 có ban công rộng như thế này. Ở căn hộ này thì chúng ta có ban công hướng nam nhìn xuống phía dưới, chúng ta sẽ có thấy cảnh quan đó là hai sân chơi thể thao, sân tennis và sân bóng rổ, sân bóng mini, và cái cảnh quan cây xanh bên dưới rất là xanh mát. Đặc biệt với căn hộ này thì chúng ta ở tầng tầng 6 nhìn xuống phần cảnh quan cây xanh bên dưới cũng rất là ngang tầm mắt. Đây là cái tầm view mà rất nhiều người sẽ thích khi mà anh chị có setup lại cái phía ban công này, một không gian xanh. Kê một bộ bàn ghế ra đây ngồi nhìn ngắm cái cảnh quan hồ nước và cây xanh bên dưới thì rất là tuyệt vời. Đây sẽ là một không gian thư giãn cho gia chủ khi mà anh chị về nhận nhà. Căn hộ này sẵn có đây một cái tivi rất là to, một cái tivi cong rất to ở giữa nhà. Tivi này thì xem World Cup mùa này thì rất là tuyệt vời anh chị ạ. Còn về trang bị khu vực phòng khách, chúng ta đã có một cái bộ sofa với bàn trà sẵn ở đây rồi.
Khi mà về thì chúng ta không phải sắm lại nhiều đồ. Đây khu vực phòng khách, còn với phòng ngủ thì chưa có cái nội thất gì cả. Chúng ta sẽ phải mua sắm nội thất nhiều hơn. Còn đây là cái nhà vệ sinh chung của căn hộ cho hai phòng ngủ nhỏ và khu vực phòng khách. Trong cái nhà vệ sinh chung này chúng ta cũng có được trang bị đầy đủ chậu rửa, bồn cầu và nhà tắm đứng. Tiếp theo em mời anh chị vào cái phòng master của căn hộ nhé. Đây là phòng master của căn hộ với nhà vệ sinh khép kín. Không gian của trong cái phòng master này nó rất là rộng. Trong đây chúng ta có thể làm một cái giường 1m8 x 2m và chúng ta vẫn còn những không gian rất rộng khác để làm bàn phấn, bàn trang điểm, táp đầu giường, rồi tivi, tủ để quần áo chúng ta cũng có thể mở rộng thêm. Và với phòng master này là một trong những phòng rất ít chúng ta còn có một cái ban công ở đây nữa. Riêng với bên park thì gần như là chúng ta sẽ không bao giờ có một cái phòng master mà có cái ban công ở phòng ngủ như thế này. Đã có một ban công rất rộng ở bên phía phòng khách rồi, nhưng trong phòng master chúng ta tiếp tục có một cái ban công nữa với căn 106 mét này. Và phía bên trong này là khu vực nhà vệ sinh của phòng master, cũng có đầy đủ bồn cầu, chậu rửa và nhà tắm đứng. Với cái nhà vệ sinh này thì nó vẫn giữ nguyên bản cái nội thất của chủ đầu tư và chưa có được sửa sang gì cả. Anh chị cần đẹp hơn, mới hơn thì bây giờ sẽ có rất là nhiều các đội thi công thiết kế cái phòng nhà vệ sinh, nó sẽ mới hơn, hiện đại hơn, rất đẹp và chi phí cũng rất là phải chăng. Và điều đặc biệt em muốn nói ở căn hộ này đó là căn hộ rất một trong những rất ít cái căn hộ mà với diện tích 3 phòng ngủ 106 mét vuông và với giá 6 tỷ chưa bao gồm thuế phí sang tên. Đây là một con số rất là ấn tượng, sẽ rất khó tìm một căn hộ 3 phòng ngủ ở thời điểm hiện tại với ngân sách như vậy. Chúng ta sẽ có ban công hướng Nam, cửa vào hướng Bắc, 3 phòng ngủ. Để cần thêm thông tin chi tiết về căn hộ, về xem trực tiếp căn hộ cũng như là đàm phán giá thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại ở bên dưới video để có thông tin chi tiết hơn. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em chào anh chị.